Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với sự trải nghiệm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay với con hàng nhạc trưởng, một con hàng gọi là nguồn cảm hứng để chúng ta trải nghiệm. Ba Van Effect của mùa giải BTB. Chắc chắn đây là con hàng mà bác chủ đã mở được ra. Cái giá trị nó cũng khá là rẻ thôi, chỉ khoảng 200 tỷ. Nhưng nếu như Full Ever thì Effect có chỉ số tổng lên tới khoảng 131, một mức chỉ số rất cao. Ở đây thì bác chủ đang build theo một hệ thống là hàng quốc dân. Không chỉ có Levet BTB mà ở dưới thì bác ý đã có một con hàng Levet của mùa Icon rồi, nên là có thể luân phiên để sử dụng Levet. Levet cùng với David Beckham sẽ là đôi cánh trong đội hình này của mình, và hai cầu thủ trung tâm của hàng công sẽ là Rondo của mùa 22 Totti, bên cạnh là Shevchenko của mùa Icon, cũng đều là những con hàng tiền đạo đỉnh chóp nhất trong F4 hiện nay. Ở đội chủ chúng ta sẽ có Ballack cùng với Rukulic của mùa Icon 5. Với việc mà tăng chỉ số Icon cũng như là sắp tới sẽ có Icon The Moment, nên là những cái sức hút của những cầu thủ Icon bây giờ đang rất là lớn. Số lượng người mua rất là nhiều, anh em mua về đập cũng rất lớn. Cặp trung vệ mình sẽ lựa chọn hai con hàng cộng 8, sẽ là Vieira của mùa CAP bên cạnh là Varane của mùa E21. Vieira mùa CAP cũng là một mùa giải khá là ngon. Đá trung vệ là 127, tốc độ 102x. Ở bên trái thì chúng ta sẽ có Theo Hernandez cộng 8, bên phải là Hakimi, vị trí gác đền là Củ Tỏi. Nói chung thì đều là những con hàng quốc dân, vị trí mùa thường cân lương thì cũng rất quốc dân cho anh em. Lương vẫn thừa 6, thì ở dự bị thì bác chủ sẽ có những con hàng cũng rất quen thuộc như Son Heung-min, Ivan Perisic mùa E21 cộng 8, Son thì là Totti, Rooney của mùa Icon 5, con hàng mà tôi chưa đập lên được, cay thật. Chúng ta sẽ có Park Ji-sung của mùa CAP 8, có Tony Totti, có Essien Icon và có Van Dijk của mùa 23 Totti. Ở dưới này còn có Kevin của mùa 22 UCL với mức tăng chỉ số rất lớn. Khi mà vào team của MC thì Kevin chỉ số tổng lên tới khoảng 128 chỉ số, kinh khủng tổng. Rồi là chúng ta sẽ có Moritz, có Minitao, đều mùa Totti, hình như bác chủ là một fan của Real thì phải. Tôi thấy lòng có rất nhiều hàng của Real Madrid, có Phượng 8, có Benzema của mùa 22 TS, Netvet Icon, Kim Min-jae CR7. Kevin bác chủ có hai con cơ. Và có Rüdiger 22 U6 nữa. Đó, ở dưới này có một vài những con hàng Icon nữa nhá. Lampard, Socrates và có cả Essien nữa. Được nhờ. 20.000 tỷ. Thì tôi xem qua là đội hình này con hàng đắt giá nhất. Đắt nhất trong đội hình này sẽ là Rüdiger với 5.500 tỷ. Cái mức giá thì rất ảo nhá. Nói chung là mấy con hàng Icon thì nó sẽ hơi ảo với mức giá. Ở Beckham khoảng 2.700 tỷ. Tôi cũng có con hàng Beckham trong đội hình chính. Ở Vieira thì đâu đó khoảng 1.400 của những ảo nha. Tính ra bây giờ mấy con hàng CAP bang xả ầm rồi, 1.300 tỷ, rất khó để có thể mua. Anh em mà bán được con hàng này thì là quá thành công luôn. Hiện tại thì server mình có rất nhiều con hàng ảo. Con thì ảo giá thấp quá, con thì ảo với mức giá cao quá. Netvet thì đâu đó khoảng 1.200 tỷ cũng ảo nha. Seva cũng khoảng 1.200. Thực ra thì mấy con hàng Icon này đa số đều là những con hàng ảo giá hết. Rondo Totti khoảng 1.000 tỷ. Lâu lâu tôi chưa đá lại con Rondo mùa này. Rooney khoảng gần 1.000 tỷ. Ballack khoảng 800. Thường thường các bạn mua những con này cộng 1 các bạn về đập thì nó sẽ ổn hơn. Nếu như các bạn đập tốt thì nó sẽ lãi nhiều đấy. Park Ji-sung khoảng 600. Essien 6, mình xin lỗi nhá, đây là Michael Essien cộng 6 khoảng 600 tỷ. Perisic khoảng 300-400. Lampard khoảng 350. Ngày xưa anh em nhớ mẹ Lampard tầm 150, 160 này đôi khi anh em còn đéo muốn mua. Bây giờ thì khoảng 400 tỷ anh em mới mua được Lampard. Rồi là Son Heung-min khoảng 300. Netvet mùa này rất ảo nhá, chỉ số tổng lên tới là 121 nhưng mà chỉ có 300 tỷ thôi. Essien Icon 5 nữa này. Đấy, nói chung thì cũng tương đối nhiều những lựa chọn ngon. Kevin 170, tính ra Kevin tầm 170 này anh em mua được nhá. Cái mức giá này thì hoàn toàn xứng đáng để đầu tư một con hàng Kevin. 128 chỉ số trung bình khi vào team Waller của Man City, thực sự là khủng khiếp đấy. Đấy, nói chung mấy con dưới thì cũng tầm 100 thôi, cũng khá là rẻ. Rồi đã nhá. Rồi, đội hình nói chung thì cũng rất là ok và form team rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Ăn này chúng ta là Elo thách đấu rồi. Chúng ta sẽ đá thách đấu ngày hôm nay nhá. Đạt 81 Pleiku. Rồi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của đội hình này. Phải xinh nhanh thế nhờ. Bà phải nét vét. Ui.
Ủa, quả nhả người hay thế nhở? Ơ, quả này xong rồi, quả này xong rồi. Lại vướng đầu à? Ê, vẫn định chờ à? Như đuổi ruồi vậy. Ô, sao quả đấy trống thế? Hay quá nhở. Son heo mịn. Ôi, tốt rồi. Rồi. Ơ à. Rồi lép vét. Rondo vị trí nào? Vào vị trí nào? Rõ ràng mà. Được chưa? Tôi hỏng rồi. À, quả dịch một tí thôi mà. Nhanh nhờ. Mẹ liền vui. Mới nhú ạ. Mới nhú cái niềm vui mà đã như thế này rồi. Mới nhú cái niềm vui. Rồi, chúng ta trận đấu tiếp theo. Trận đấu dạo dạo tí thôi anh em. Bắt đầu. Bắt đầu tính điểm cho hai lớp. Bắt đầu tính điểm cho hai lớp. Theo thì giật giật lại đây thôi anh ạ. Không lên vội gì. Sẽ bắn quả mạnh ấy nhở. Ơi à. Quả đấy nó còn ngã nữa chứ. Bây giờ phải dâng toàn lực lên rồi anh ạ. Chấp nhận có những khoảng trống. Tôi xong rồi. Mà nhanh thế nhở. Leo đứng lại. Leo đứng lại thôi. Đáng trở lại cho anh em. Hai trận đầu nháp nháp nhẹ nhẹ cho anh em vui thôi. Làm quà hai trận đầu tiên gọi là mấy ngày nghỉ cuối tuần. Tạt nhanh lên bạn ơi. Ui. Xoay gớm vết đấy nhỉ. Thằng nào bên cánh sang bên cánh được. Không cần Seva. Ủa, chọc luôn Seva cơ à? Bảo bla 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 đã rescan 10.000 đồng. Anh ơi, trận cuối cho em giao lưu với anh trận cuối. Sự trở lại mà. Lên đây. Còn không? Còn không, đỡ phải chạy nên đỡ mệt. Ơ, vẫn còn à? Vẫn còn thì bú thôi. Ôn nghiệp cút. Thử tay tí. Chạy Seva ơi. Bàn thắng. Bàn thắng đây rồi. Ai. Quả này hay đấy nhở. Như để chống chạy ở giữa sân thật. Quả đây đây, quả đấy mà xịt được kìa. Rồi.
đây là đẹp rồi. Đến đây là đẹp rồi mà. Dã man. Ronaldo. Gì vậy, Subin á? Sao lại có Subin ở đây nhở? Ôi, gãy rồi. Fake á? Fake thật đâu á? Hàng fake thì tôi nhai được. Nhưng mà chưa chắc là fake đâu. Sao lại giống thế này, tự nhiên ai đặt làm fake làm gì nhở? Tí đã check lịch sử là biết ngay mà. Anh em xem lên giải xem là Subin nó đá giải nó level bao nhiêu là biết. Fake thì tôi nhai được mà. Nếu là fake thì tôi nhai được. Có ông thì bảo fake, có ông bảo thật. Mẹ không hiểu thế nào à. Xong rồi không ạ? Cái đội hình này thì không phải đội hình Subin đá giải rồi. Nếu mà không phải thì kiểu trai hát trai hiếc không? Thưa. Tốt đấy, quả đấy tốt đấy. Mình dịch nhẹ thôi mà Subin ngay góc gần được. Mà Subin này hơi lỗi nha. Subin này vài tình huống truyền fail quá. Tỷ lệ hàng fake cao quá. Đấy. Này, Subin nào phòng ngự ẩu này. Ẩu như thế này. Subin nào mà phòng ngự ẩu như thế này, nó thật luôn. Dã man nhở, sút của Gullit nhở. Đấy mà đánh đầu được thì hay không? Có bóng đẹp. Ơ, à, không có phụ à? Thích qua nhẹ là biết mà. Hình như Subin đang top xếp hạng. TC Subin nó là level 800 cơ, không ạ? Sao mà giống nhìn giống nhau ấy nhở? Chuẩn bị update mẹ rồi, bây giờ không tập là tăng chỉ số là dở hơi đấy. Được chưa anh em? Ta xử lý rất bình tĩnh nha. Xong rồi đấy. Đường bóng này là xong rồi đấy. Ronaldo đánh đầu là xong rồi á. Không bao giờ nói đi anh em. Cái điều gì? Được chưa? Con mẹ thằng nào nó báo thế? Anh đủ. Rồi ok. Vấn đề được giải quyết. Vấn đề đã được giải quyết. Sacheco. Lốt trận nhá. Lốt trận sau đó mình đổi ác sang kèo đi chợ và đập Rooney. Hôm nay hứa sẽ đập Rooney phát. Trận này xử đẹp anh em nhá. Xử đẹp top 9 xếp hạng. Xử đẹp top 9 xếp hạng cho anh em này. Top 9 xếp hạng dùng đội hình của Chen à. Ui, cũng Kevin luôn nha, cũng Kevin đầu tàu luôn nha. Xử đẹp top 9 xếp hạng cho anh em xem trận này. Ok. Ok em ơi. Vào. Được chưa ạ? Bàn thắng đến rồi nè. Đệt. Cay thế nhở. Michael. Xong rồi đấy. Ok chưa? Hạ gục top 9. Nice. Ôi. Quả lăng ba di bộ kinh quá nhở. Mẹ quả sút kìa. Cái gì đấy? Ngoài bóng kìa. Bóng đá.
Eden Hazard cút ra. Lỗi chưa? Xong rồi đấy. Anh không biết xuất xa. Này. Bảo theo người sát nhỉ. Theo người sát như cứt đít luôn. Như cứt với đít mà. Và nhẹ quá, bởi mình truyền được cho qua rồi kìa. Enzo nó cứa được quả nữa, chết rồi. Đây rồi. Anh xin nhá. Đéo ổn rồi. Đéo sát chân được ở đấy. Sang bên này. Còn đưa vào vị trí nào. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Quay đéo vào đầu được nhờ. Đầu tôi xịt kìa. Xong rồi đấy em ơi. Buồn lắm em ơi. Được chưa? Thua kiểu gì nổi anh. Quá chuẩn em đi. Còn tình huống này anh em ạ. Chưa ăn được đâu. Bảo nó nguy hiểm lắm. Pha phản công của nó sắc như dao cạo ấy. Xong rồi. Có đấy sao khúc mạnh lên nhở. Sao khúc nhẹ em. Ra cánh rồi mình vít thôi. Ôi. Khỏe thế nhở. Nhưng mà công nhận là bảo đá hay thật. Nó đá rất hay các bạn ạ. Đặc biệt cái pha sút này. Phải. Tôi lại có bàn thắng nó đẹp như này nhở. Một trong những bàn thắng đẹp nhất. Nó thật là một trong những bàn thắng đẹp nhất tuần này. Nó sút công ấy nhở. Quay bìu thật này. Nó sút này. Sút này thì bố nó bắt nổi.